chín không cha? Trời ơi, đơn giản vậy. Rồi, chào tất cả các bạn ha. Hôm nay anh em mình sẽ làm món cút nướng nha các bạn. Làm lần hết luôn hả anh Kiều? Rồi, anh em mình bắt đầu làm cút nha các bạn. Bộ này nhỏ rồi đó. Cái này thì nó cũng như nhổ lông gà nó gì vậy. Cút nhà mình đã làm sạch rồi nha các bạn. Bây giờ cút này là nhà mình sẽ đem đi nướng luôn, không có ướp nữa. Là nướng xong là mình sẽ làm nước chấm và mình ăn với nó. Rồi, bây giờ nhà mình sẽ đi nướng nha các bạn. Rồi, do khẩu vị của mỗi người khác nhau nên anh em mình chia ra làm hai phần ha. Một phần là nướng tươi và một phần là mình ướp rồi mình mới nướng. Bây giờ anh em mình bắt đầu nướng nha các bạn. Chưa mua nữa đâu, bữa giờ chưa mua mất quý nữa trời.
lại những con cúc mà mình không ướp. Bây giờ anh em mình nướng xong rồi, giờ gấp ra dĩa nha các bạn. Ok. Nhìn cũng khá là ngon nha các bạn. Giờ này mình đem xuống rồi, hồi mình bắt đầu lấy những con cúc mà đã ướp rồi đem lên nướng luôn. Wow, quá là ngon các bạn ơi. Trời. Có cái đó cũng đỡ nè, làm nhanh. Rồi, nướng lâu chết, nướng 5 con nãy giờ nửa tiếng. Chị không đưa là em quên luôn rồi đó. Ừ đúng rồi. Nó nướng bể đây, cái này nướng tròn. Nướng nghệ thuật hả? À? Ừ, nướng tròn. Nướng tròn trong chín không á? Đầu bà có. Nào lâu. Tròn rồi. Thì anh thấy trình bệnh nó nhanh chín hơn. Cúc nướng của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mình mời tất cả cùng với gia đình của mình ha, cùng thưởng thức cái món cúc nướng này. Mời tất cả các bạn nha. Này mời cả nhà cùng ăn cúc với mình nha. Rồi mời được 7 luôn. Rồi mời cả nhà luôn. Mời cả nhà mình ăn cả nhà cho mình ơi. Mấy đây xuống chai hả? Ừ. Lễ như vậy chưa uống cái nào cho mời. Mời các bạn cúc nha. Nước chấm. Rồi, mời các bạn luôn nha. Ai ớt này ngon quá trời. Đấy, cái ngon. Cái gì hả? Mà như là cái gì hả? Ê, chai năng không? Vậy? Ly dấu. 1, 2, 3, vô. Cái từ ướt vậy đúng không? Hết chai rồi nè. Rồi, mình mời tất cả các bạn ăn cúc với mình nha. Đủ mời chưa? Lâu điểm đợi ơi. Quá ngon các bạn ơi. Quá trời ngon rồi. Vô nè. Vô. Trời ơi. Chạy nó đâu cần vui. Chạy nó đâu cần vui. Đúng cái nè. Vô. 1, 2, 3, vô. Ủa rồi uống gì đây, không có bó cây chai ly mà. Đó, một phần nước đá đây thì sao bảy không thấy nữa. Ba chị em nó đồng viên nó luôn hả? 1, 2, 3, vô. Làm thì cũng làm mà la, cái họng lớn ghê chứ. Nói làm gì? Tính một mình xuống một mâm luôn á nghĩa mà. Ai ơi, qua đây đi một chút dưới qua bãi đem phụ nghe, một mình một mâm không hết đâu nghe. Là đổ là đợn đâu à? Ủa gì chứ anh xuống đợn rồi hả gì mà anh đâu uống. Vô vô nè. 1, 2, 3, vô. Ủa sao cút là không cho nó ăn chai nó vô? Nó gì đâu, trong nhà ngồi sợ gì. Mấy nha, chạy lên nghe sướng nha. Chạy là người bỏ cho đó vậy. Nè. Để cắt tâm. Ủa, nè đi. Bạn làm sao bạn đi trước hay nữa? Đi trước chắc rồi đó. Rồi. Ham ăn ham nhậu rồi á, đã đi sau rồi tới trước. Thôi rồi, vô vô mời chút ra là vô ra liền đó. Trời ơi, vô lại không lẽ ông ra, nó làm như gà á. Nói không có, giờ nói vô liền mới có nè. Đi. Dữ á. Đó, đó bỏ rồi nha. Ngán cơm.
Thầy láo. Thầy láo. Rồi, mình xin tạm dừng video đây nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.